DC và AC, không hiểu đây là chế độ gì vừa xả vừa hát đấy. Chào mừng anh chị đến với kênh YouTube Quyết Đặng, một kênh tư vấn về loa của Nam Hoàng Audio. Một số anh chị khi mua loa về thì thấy trên thân loa có hai chế độ là DC và AC, thì các anh chị không biết được đây là không hiểu đây là chế độ gì và cách sử dụng các cái chế độ này như thế nào, thì trong video này em sẽ giải thích rõ cho các anh chị nhé. Cái công tắc nguồn này có 3 nấc, một nấc là một vạch tương ứng với lại chế độ DC, một số 0 tương ứng với lại chế độ tắt loa, và hai vạch tương ứng với lại chế độ AC. Vậy cái chế độ DC này á, là sử dụng trong trường hợp mà các anh chị muốn hát karaoke mà sử dụng nguồn điện dự trữ của loa kéo, tức là nguồn điện trong cái bình ắc quy trong loa kéo này á, thì các anh chị bật chế độ DC lên và loa lúc này loa sẽ bật lên đấy, các anh chị thấy loa bật lên, và các anh chị chỉ cần chuyển sang chế độ Bluetooth, chuyển sang chế độ Bluetooth, sau đó kết nối loa với lại các thiết bị để hát karaoke, ví dụ kết nối với điện thoại. Trong trường hợp mà các anh chị muốn vừa sạc vừa hát ấy, thì các anh chị bật sang chế độ AC, và đồng thời là các nhà cung cấp có một cái dây sạc như thế này, thì một đầu các anh chị cắm vào ổ sạc, đầu còn lại các anh chị cắm vào nguồn điện, thì lúc này là các anh chị bật sang chế độ AC, các anh chị có thể là đồng thời là vừa sạc cho đầy cái bình ắc quy của loa kéo, đồng thời các anh chị cũng hát karaoke được. Thì lúc này là đồng thời là loa kéo, khi anh chị cắm vào đầu điện thì loa kéo cũng sẽ bật lên và các anh chị hát bình thường nhé, thì sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng của loa. Trong video này chắc chắn là các anh chị đã hiểu được hai chế độ DC và AC của loa kéo là gì, và các anh chị hãy sử dụng đúng theo nguyên tắc để cho tránh tình trạng là làm giảm tuổi thọ của pin, của bình ắc quy của loa kéo cũng như là của loa kéo nhé.